Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Chí Vịnh mắc bệnh lạ, sức khỏe suy sụp do bàn tay Trung Quốc. Sự thật hay tin đồn? Trong vài ngày gần đây, dư luận cộng đồng Việt Nam trong và ngoài nước đang xôn xao bàn tán về sức khỏe của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Những thông tin và hình ảnh mới nhất trên các diễn đàn thế hệ bạn trẻ của Nguyễn Chí Vịnh chia sẻ cho thấy sức khỏe của tướng Vịnh này đã có dấu hiệu suy sụp. Mới nhất có tin tướng Vịnh phải đưa vào phòng bệnh viện ở khoa hồi sức Bệnh viện Trung ương Quân đội. Những hình ảnh cho thấy ngồi bên cạnh giường bệnh của tướng Vịnh là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trên gương mặt biểu hiện sự lo âu, căng thẳng. Trên mạng loang tin tướng Vịnh phải đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Theo giới thạo tin, có nhiều lãnh đạo Việt Nam lo lắng khi Nguyễn Chí Vịnh tỉnh táo có thể hé lộ nguyên nhân vì sao tướng Vịnh bị mắc bệnh lạ. Trước đó, trong chương trình thời sự 19 giờ ngày 31 tháng 8, tướng Nguyễn Chí Vịnh đã xuất hiện trong khung giờ vàng của VTV1. Tướng Vịnh trong vai trò người giới thiệu cuốn sách của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với mới xuất bản với tựa đề Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược, quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành. Song dư luận lại không quan tâm đến nội dung của cuốn sách mà tướng Vịnh giới thiệu. Điều khiến người ta bất ngờ là thể trạng sức khỏe của tướng Vịnh. Trông ông giống như hình ảnh trước đây của lãnh đạo Việt Nam như ông Nguyễn Bá Thanh hay Trần Đại Quang, những người được cho là cũng mắc bệnh lạ. Trên mạng xã hội, người ta chia sẻ hình ảnh ông tướng Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện trong một sự kiện vào ngày 10 tháng 5 khi Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức lễ trao huân chương Mặt Trời Mọc cho ông. Ở thời điểm đó, nghĩa là chỉ cách đây khoảng 4 tháng, hình ảnh cho thấy Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vẫn đang rất phong độ mạnh mẽ như bình thường. Ông xuất hiện cùng phu nhân và vẫn với mái tóc bạc gọn ghẽ. Cần phải nhắc lại lời phát biểu của Đại sứ Nhật Bản tại Hà Nội, ngài Keigo nói về công lao của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Theo đó, nhờ những đóng góp quan trọng của ngài Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mà quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với nhiều kết quả. Điều đó, theo giới quan sát, đã chứng tỏ Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao những đóng góp của tướng Vịnh cho mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Đại sứ Nhật Bản trao huân chương cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vào ngày 10 tháng 5 năm 2023. Được biết, huân chương Mặt Trời Mọc là một trong những huân chương cao quý của nhà nước Nhật Bản dành cho các cá nhân có đóng góp to lớn trong việc góp phần xây dựng cũng như phát triển tình hữu nghị với Nhật Bản. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc Công ty IC, cũng từng được vinh dự nhận giải thưởng này. Xin nhắc lại, bà Nhàn IC là một nhân vật quan trọng đang bị ban lãnh đạo tại Hà Nội quyết tâm bắt về Việt Nam trước Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 tới đây, liên quan đến việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tìm cách hạ bệ ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bình luận về sức khỏe của tướng Nguyễn Chí Vịnh, có các ý kiến cho rằng có những thế lực thân Trung Quốc trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Ba Đình muốn thông qua Nguyễn Chí Vịnh để nhắn nhủ những ai đó và đang hăm hở xoay trục trong quan hệ tay ba giữa Hà Nội, Bắc Kinh và Washington để đưa Việt Nam đi chệch quỹ đạo mà Trung Quốc đã ấn định từ trước. Đó là lý do tướng Vịnh xuất hiện trên VTV1 để truyền tải một thông điệp hết sức cứng rắn của ban lãnh đạo Bắc Kinh muốn gửi tới ban lãnh đạo Hà Nội rằng hãy trông tấm gương của các cố chủ tịch nước như Trần Đại Quang trước đây và gương của Nguyễn Chí Vịnh hôm nay để mà liệu thần hồn, đừng có mà quay xe. Tướng Nguyễn Chí Vịnh trên truyền hình VTV1 tối ngày 31 tháng 8. Quan trọng hơn, thông điệp đó được đưa ra đúng vào thời điểm Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9 và trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Biden sắp tới đây. Cố chủ tịch nước Trần Đại Quang và tướng Nguyễn Chí Vịnh lâu nay được đánh giá là người thân Trung Quốc, trong khi ấy dư luận mạng xã hội Việt Nam lại có nhiều ý kiến cám cảnh khi cho rằng qua vụ Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện trên VTV1, chứng tỏ Bắc Kinh có khả năng chỉ đạo được cả đài truyền hình quốc gia VTV1 để truyền tải thông điệp mang tính răn đe tới các chóp bù Việt Nam. Hơn thế nữa, Đại tướng Trần Đại Quang, ông trùm an ninh và cảnh sát tướng Nguyễn Chí Vịnh, ông trùm Tổng cục 2 tình báo quân đội mà còn bị Trung Quốc đầu độc phóng xạ như trốn không người, thì thử hỏi sinh mạng người Việt Nam sẽ ra sao đây? Trần Đại Quang được biết từng hợp tác với Trung Quốc trong việc bắt bớ dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc khi ông ta là Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Quang cũng dính líu đến dự án khu du lịch Tâm Linh Bái Đính Ninh Bình
từ nguồn vốn đầu tư xây dựng của Trung Quốc bơm sảng, qua đó cho thấy mối quan hệ giữa Trần Đại Quang và Trung Quốc thân thiết đến cỡ nào. Tương tự với tướng Nguyễn Chí Vịnh, cơ ngơi đổ sộ trong kinh doanh của gia đình tướng Vịnh cùng với hàng không Vietjet, thì toàn bộ vốn liếng cũng được cho rằng từ Trung Quốc đưa sang. Cả Trần Đại Quang và Nguyễn Chí Vịnh đều ăn tiền của Trung Quốc, nhưng không chịu phụng sự trọn vẹn cho Bắc Kinh thì Trung Nam Hải quyết không tha là điều tất nhiên. Nghe thiên hạ bàn tán mà bỗng lo cho số phận của Nguyễn Phú Trọng, liệu sẽ có mận hệ nào không đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nguyễn Chí Vịnh mắc bệnh lạ, sức khỏe suy sụp do bàn tay Trung Quốc, sự thật hay tin đồn? Vì sao nguyện vọng hỏa táng của ông Hồ Chí Minh vẫn chưa được thực hiện? Nhân ngày giỗ lần thứ 54 của ông Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 9 năm 69, mùng 2 tháng 9 năm 23, có một tin đáng quan tâm, đó là từ năm 2019, ông Nguyễn Đình Bin, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã gửi bản kiến nghị về việc thực hiện đúng di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông Nguyễn Đình Bin, đơn kiến nghị này đã được gửi tới bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cùng với các đại biểu Quốc hội khóa 14. Kiến nghị về việc thực hiện đúng di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Đình Bin, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Đơn kiến nghị có đoạn viết rằng, vừa qua tôi có trình lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kiến nghị với nội dung nói trên. Và tôi đã nhận được công văn số 299 vào ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ban Dân nguyện Quốc hội do trưởng ban Nguyễn Thanh Hải ký, thông báo Chủ tịch Quốc hội đã nhận được thư kiến nghị và xin trân trọng gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội đến ông cùng toàn thể gia đình. Nhưng kể từ tháng 8 năm 2019 cho đến nay, kiến nghị này của cựu Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin cũng rơi vào quên lãng, chẳng thấy ai quan tâm hay nhắc tới vấn đề nhạy cảm này. Và sự việc cứ thế bị trôi đi. Đến nay đã 54 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người đặt nền móng cho chế độ Cộng sản Việt Nam đã qua đời. Nhưng thi hài của ông vẫn còn đang trưng bày trong lăng đặt ở quảng trường Ba Đình, bất chấp di nguyện được hỏa táng, mà ông viết rất rõ ràng trong di chúc của mình. Di chúc của ông Hồ Chí Minh đã nêu mong muốn của ông, mà cụ thể ông đã ghi như sau. Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là hỏa táng. Tôi mong rằng cách hỏa táng sau này sẽ được phổ biến, vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Khi ta có nhiều điện thì điện táng càng tốt hơn. Dù thừa nhận đây là một vấn đề của lịch sử để lại, vào thời kỳ phong trào các quốc gia theo đường lối cộng sản chiếm phân nửa địa cầu là đối trọng đối với tư bản do Mỹ dẫn dắt. Khi đó ở các quốc gia theo chế độ cộng sản thì lãnh tụ là biểu tượng tinh thần hết sức quan trọng. Niềm tin vào lãnh tụ và biểu tượng của lãnh tụ là sức mạnh để tập hợp các lực lượng, để tạo sức mạnh cho chế độ Cộng sản nói chung và Cộng sản Việt Nam nói riêng. Hình ảnh di nguyện được hỏa táng sau khi qua đời của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam. Lăng Lenin hay lăng của lãnh tụ Cộng sản Bulgaria Dimitrov được xây vào năm 1949 đều với mục đích như vậy. Còn lăng Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng tại Hà Nội từ năm 1973, sau gần 9 tháng kể từ khi Hiệp định Paris được ký kết. Lúc đó, người Mỹ đã rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, nhưng hai miền Nam Bắc vẫn trong tình trạng chiến tranh. Đó là một trong những lý do vì sao, mặc dù di nguyện của ông Hồ Chí Minh viết trong di chúc là được hỏa táng, nhưng Ban chấp hành Trung ương Đảng lúc bấy giờ quyết định gìn giữ thi hài của ông Hồ Chí Minh. Họ đưa ra lý do vì đồng bào miền Nam chưa được gặp mặt, chưa được thấy mặt tận mắt ông Hồ Chí Minh. Do đó, ông Tổng Bí thư thứ nhất, ông Bí thư thứ nhất Lê Duẩn và Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam quyết định xây lăng để giữ gìn và bảo quản thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu như vậy, đến nay rõ ràng, đồng bào miền Nam cũng đã hết muốn gặp, hết muốn thấy tận mắt ông Hồ Chí Minh. Hơn nữa, di hài của ông Hồ thực chất chỉ là một khối xác vô hồn. Vậy tại sao di nguyện hỏa táng của ông Hồ
sau 54 năm vẫn chưa được ban hành ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thực thi. Trong lúc đó ở Bungary vào năm 1999, lăng lãnh tụ Cộng sản Dimitrov đã bị phá dỡ. Theo Đài Á Châu Tự Do, nữ chuyên gia chuyên nghiên cứu về Hồ Chí Minh, bà Olga nói rằng Đảng và Chính phủ Việt Nam họ muốn duy trì di sản của chế độ. Những nhà lãnh đạo muốn thể hiện rằng họ là trung tâm của tôn giáo chính trị ở các quốc gia đó. Hình ảnh thi hài ông Hồ Chí Minh. Vẫn theo bà Olga nhận định, Đảng phải giữ mối liên hệ giữa người sáng lập ra nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người dân. Đây là điều cần thiết để duy trì hệ thống xã hội chủ nghĩa trong tình hình đang thay đổi. Một nguyên nhân khác khiến cho lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cố giữ gìn thi hài Hồ Chí Minh là vì xác của một số lãnh tụ Cộng sản khác như Mao Trạch Đông, Lenin, Kim Jong Un của Bắc Hàn vẫn tồn tại. Việt Nam sẽ rất khó xử nếu là quốc gia đầu tiên đem chôn cất hoặc hỏa thiêu ông Hồ Chí Minh rồi giải ra ba miền như ông muốn. Trên thực tế, từ sau khi Liên Xô tan rã, các nước theo chủ nghĩa Cộng sản đã sụp đổ và hết vai trò. Vào năm 1991, dư luận Nga đã bắt đầu đề cập đến chuyện chôn cất Lenin. Vào năm 2015, có đến hơn một nửa dân số Nga đồng thuận với ý tưởng này. Bộ trưởng Văn hóa Nga thậm chí còn phát biểu rằng đã đến lúc chôn cất Lenin. Trong khi đó, ở Việt Nam hiện nay, hình ảnh cũng như đạo đức của ông Hồ Chí Minh đang dần dần héo khô đi. Trong một xã hội mà tính đảng đã trở nên cạn kiệt, hầu hết các quan chức tham nhũng cộm cán mới ra tòa gần đây đều từng là những cá nhân ưu tú, thấm nhuần đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh. Do vậy, duy trì biểu tượng Hồ Chí Minh đã rất lỗi thời và cực kỳ tốn kém, và nó đã bị thực tế phủ nhận trên mọi phương diện. Những người Cộng sản Việt Nam thường xuyên học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh có nguyện vọng được hỏa táng, lý do gì mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ đến nay vẫn không chịu thực hiện di nguyện đó của ông? Xin hãy để cho ông Hồ Chí Minh có quyền chết được nhắm mắt, được an táng như một con người bình thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de hôm nay với bản tin Vì sao nguyện vọng hỏa táng của ông Hồ Chí Minh vẫn chưa được thực hiện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.